các bạn không? Thực sự là gia đình MTV rất là vui là bây giờ đã có thêm thành viên mới rất là xuất sắc là Dustin. Và vì thế chúng tôi đã nghĩ rằng là để chào mừng Dustin đến với gia đình MTV thì chúng tôi phải tặng một món quà chào mừng thật là đặc biệt. Và đó chính là cái lý do mà chúng tôi đã nghĩ ra ý tưởng là sẽ tặng Dustin một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Bởi vì cái ngày đầu tiên mà em Dustin bắt đầu làm việc tại MTV ngày 1 tháng 10 cũng chính là sinh nhật của Dustin. Và vì thế mà chúng ta đang có mặt tại bữa tiệc đầu tiên của MTV Việt Nam, MTV Party. Và lại chính là bữa tiệc để dành tặng cho Dustin Nguyễn, VJ mới của MTV Việt Nam. Hy vọng là các bạn sẽ nhìn thấy được là chúng tôi đã vui vẻ tới mức nào trong bữa tiệc này. Và hãy enjoy MTV Party. Thank you so much. Thank you, guys. Of course. Wow, let me take a moment to look at all of you guys. So I see the VJ Camp contestants over here. VJ Camp! Wow, I see my dear friends in front, the front row. Hey, and all of you guys, welcome to my party. As well as my birthday. Xin chào tất cả mọi người. Rất là vui khi mà mọi người có mặt đầy đủ ở đây. Rất là đúng giờ và đã chờ đợi Dustin cũng như cả ekip rất nhiều. Sáng nay thì Dustin phải chạy công việc từ lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị cho những cái công việc mà sắp tới Dustin phải làm. Thì hôm nay anh Nick là người đã dẫn dắt Dustin đến buổi party này một cách bí mật. Và anh Nick cũng có bật mí là sẽ có một điều bất ngờ cho Dustin. Nhưng mà Dustin không hề nghĩ là mọi người lại có mặt ở đây đông đủ
và đúng giờ như vậy, thì điều đó làm cho Dustin cảm thấy rất là cảm động. Thank you all of you so much. Thank you again. And wow. God, I just stumbled. Give me the mic. Would you like to say something? Yes. Welcome, Dustin. On behalf of Lee Club Saigon, we would like to wish you a very, very happy birthday. Thank you very much. Also, I would like to use the opportunity to welcome everybody here at the very first MTV party in Lee Club Saigon. Welcome. Thank you, Lee Club Saigon, for thank this. You very thank much. You very my hands much. Are busy. I can't shake your hands, so. You can put it on here. Okay. Yeah. Oh my God, I'm shaking. You shaking? I'm so shaking. Do you want to blow the candle? Of course, yeah. Okay. Okay. Like a big one. So yeah, thank you everyone for that, and now let's just enjoy the party. Oh shall wow, we? Thank you. Yay. Yes, of course we've got the cake. Of course, everybody will have a piece. Alright. Alright, okay, we have the lights down please. I'm trying to let you enjoy the party, and then we will have more food and drinks for you guys to enjoy the party, yeah? Thank you all for coming, yes. Okay, Nick, what do I do now? It's your, okay. You just cut it, okay. It's working. I'm fucking cut it. Wow, it's so hard. It's a chocolate cake. Okay, gonna have the microphone. Yeah. Okay, guys, let's enjoy the night. Okay, don't be scared. Drink a lot and eat a lot. Make sure you have fun. Okay? Yeah, one more time! One more time! Thank you, I love you all! Thank you, MTV! You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. And I'm betting you like girls, so give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real soon. I'm Hao Kyo and I love MTV Vietnam. Hello, I'm Kelvin and I want my MTV Vietnam. We'll be right back.
보이지만 놀 땐 노는 선어 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어 그녀보다 사상이 울퉁불퉁한 선어 그런 선어 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 Gangnam Style. Các bạn, mình đang để ở MTV Việt Nam. Mình rất là vui và buổi tiệc hôm nay thật là sôi động và rất là thoải mái. Oh, and
buổi tiệc hôm nay của Dustin là một buổi tiệc bất ngờ, nhưng mà tôi xin rất là vui bởi vì mọi người rất là hào hứng và tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ và rất đúng giờ nữa. Vậy thì hãy tiếp tục cùng nhảy với VJ Dustin và cùng vui với MTV Party nhé. Rất đơn giản, MTV Party là những bữa tiệc exclusive party, những bữa tiệc dành riêng cho những khách mời rất đặc biệt của MTV, là những celebrities, là những người bạn rất thân của MTV. Và vì thế mà có thể là tại thời điểm xảy ra thì nó không dành cho tất cả mọi người, nhưng vì thế sắp tới thì chúng tôi sẽ còn tổ chức rất nhiều MTV Party nữa, và bạn hãy đón chờ những cơ hội được trở thành khách mời, được tham gia vào MTV Party ngay trên MTV Việt Nam này. Hãy đón chờ. Did you enjoy the party? Huh?